Em là Dũng, em hiện tại đang là sinh viên năm cuối của một ngành công nghệ thông tin của một trường ở Hà Nội. Thì Có em mở à, cũng mở cam cho mọi người nhìn mặt một chút. cái máy của em với cam nó không, hiện tại nó không hoạt động là nhỉ. Xin phép mọi người, em có bật nhưng mà nó không lên ấy. Ok, wow. Em cũng mới tìm hiểu về mới tìm hiểu về có kiến thức cơ bản về Rust thôi, với lại là sắp xây cũng có một ít, thì em hy vọng thì trong thời gian sắp tới sẽ có thể học hỏi thêm từ các anh cũng như là mọi người trong nhóm ạ. Em chỉ thế là Anh em ở đây thì cũng đều cùng nhau học hỏi thôi. Người biết thì bảo người chưa biết, mà chưa biết thì tìm hiểu thêm. Còn có bạn nào mới không nhỉ? Bạn nào hôm nay mới tham gia buổi đầu tiên ấy, thì giới thiệu về mình một chút. xong rồi nãy Dương mua hai bánh mì rồi, hình như là hết rồi, không thấy ai. Mấy người mới kia không thấy Dương. Thế thì như hết rồi đúng không? Còn toàn anh em cũ đúng không? Thế chờ một lát nữa nhá. Chờ đến 7 giờ, 8 giờ 10 mình bắt đầu nhá. Alo, anh em đa số đều nắm được Rust hết rồi đúng không? À, có anh Tiến, anh Tiến mới vào thì giới thiệu một chút với mọi người nha. Xin chào anh em. Mình là Tiến thì đang làm cùng với giữa một dự án ở bên Nia, thì gần đây thì có Dưỡng bảo có khóa học về sắp chết, thì mình có mong muốn là tìm hiểu và học hỏi lại, thì rất vui cùng học tập với mọi người. Ok. Anh giới thiệu tuổi mọi người này. Ở đây chắc đa số toàn anh em trẻ. Anh thì sinh năm 89, già rồi. Thế còn bạn nào mới buổi hôm nay đầu tiên không nhỉ? Giới thiệu một chút xong rồi mình bắt đầu. Alo, chắc hết rồi đúng không? Thế thì mình bắt đầu nhá. Mọi người nhìn thấy cái màn hình của mình xem không? Có. Là ok. Mình bắt đầu nhá. Thì đây, nhớ cái màn hình chung. Thì đây là mình đưa ra cái outline của
cái gọi là cái khóa sắp chơi này. Để mình đã đưa đây thì có dự tính là sẽ khoảng 8 buổi. 8 buổi thì sẽ tìm hiểu về những cái buổi đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về overview về sub chain này, rồi cách mình sẽ build một cái nốt sub chain, rồi thêm một cái palette vào. Buổi thứ hai thì mình sẽ học về cái về viết một cái benchmark để tính cái benchmarking cho những cái palette của mình, rồi viết unit test này, debug. Buổi thứ ba thì mình sẽ build một cái private network và học về cách làm sao để upgrade cái runtime cái node của mình. Buổi thứ tư và thứ năm thì sẽ có một cái buổi workshop về cái correctable này. Buổi thứ sáu thì mình sẽ tìm hiểu về cách để tạo và min một cái token ở trên một cái nốt mình build như nào. Rồi thứ bảy thì sẽ học một số các cái palette về governance trên substrate này. Có thể giới thiệu thêm về cái ban cái nốt Banacle của Octopus. Thì Octopus nó có một cái nốt này để nó là kiểu như cái bay để xây dựng, dựa vào cái bay này thì mình xây dựng các cái gọi là cái blockchain của mình để chạy trên được Octopus. Rồi sau đấy thì mình sẽ có một buổi để làm bài tập tổng kết lại cái khóa học. Tài liệu thì để hình như có ghim ở trên nhóm Zalo, anh em có thể vào đọc nhé. Ngoài ra thì có một số cái link để reference một số tài liệu khác. Thì mình ở đây có một cái là nó tổng hợp tất cả những cái substrate rồi, hay là ở trên trang ở cái GitHub của nó luôn, thì có khá đầy đủ, anh em có thể đọc thêm ở đây. Ok, mình đi vào buổi đầu tiên nhá. Trong quá trình trao đổi thì anh em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi nhá. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu tổng quan qua về cái substrate này. Thì substrate thì nó là một cái SDK nó được thiết kế thì để mình xây dựng một cái blockchain từ đầu luôn. Mình có thể xây dựng một cái blockchain tùy chỉnh theo cái ý muốn của mình. Và tại sao thì mình lại sử dụng cái substrate? Thứ nhất là nó có thể tùy biến được những cái use case này đặc biệt của mình này. Rồi substrate thì nó có thể connect và tương tác với những cái blockchain khác. Hiện tại thì ví dụ như là như Polkadot với cả Kusama thì là hai cái blockchain gọi như là lớn lớn nhất đang sử dụng cái substrate này để nó build một cái Relayer. Relayer thì nó sẽ cho những cái blockchain mà build bằng substrate này kết nối vào đấy, thì các cái blockchain sử dụng substrate này nó có thể kết nối với tương tác với nhau qua cái Relayer đấy. Hiện tại Octopus thì nó cũng dựa vào cái này để nó build và để cho các cái ai mà muốn xây dựng blockchain dùng substrate thì có thể kết nối với nhau. Rồi mình nó có thể custom và mình có thể define là những cái module mà mình muốn. Ngoài ra thì nó cũng là phát triển và có thể upgrade được. Như các blockchain bình thường như hiện tại thì ví dụ như là blockchain Bitcoin là Ethereum đúng không? Bitcoin thì nó sẽ là đến block bao nhiêu thì nó sẽ có một cái gọi là update cái đấy đúng không? Thì nó đã được gọi là viết sẵn trong code rồi, cái code là mình không thay đổi được. Còn đâu là cái
sắp chơi thì mình có một cái nó có thể dùng là upgrade runtime, mình có thể update được cái blockchain của mình, update được các cái logic rồi thay đổi các thông số của nó. Cái substrate này nó có thể là sử dụng ở nhiều những cái blockchain khác nhau. Ví dụ như là mình có thể xây dựng nhiều nhiều cái kiến trúc mạng lưới blockchain khác nhau. Ví dụ có thể xây dựng một cái private network và mình có thể config là chỉ có giới hạn một số các cái node có thể truy cập vào cái blockchain của mình thôi. Rồi mình có thể xây dựng một cái solo chain. Solo chain thì nó tự chạy thôi mà nó không cần connect với một cái node nào khác cả. Đây. Rồi có thể xây dựng cái relay chain. Relay chain thì như mình nói trên ấy, thì hiện tại là cái Polkadot và Kusama thì nó đang xây dựng một cái relay chain. Đây, relay chain thì nó mọi người nếu mà tìm hiểu về đây khái thì nó sẽ được mô tả như này, vô đốt mô tả cái relay chain là cái một cái vòng tròn như này và những cái ở ngoài đây, những cái này là nó biểu hiện cho những cái blockchain mà được cắm vào relay chain. Thì các cái blockchain này, tất cả xung quanh blockchain này khi cắm relay chain thì nó sẽ có thể tương tác với các blockchain khác và nó sẽ sử dụng cái gọi là cái thuật toán đồng thuận, consensus của cái relay chain này. Đấy. Nói qua về Polkadot thì nó có một cái ưu điểm đấy là các validator trong Polkadot này thì nó chạy trên relay chain này và tất cả các cái blockchain cắm vào thì đều sử dụng cái các cái validator chung đấy. Thế nên là khi mà Polkadot này nó có càng nhiều validator thì các cái chain của mình, chain mình cắm vào thì cái độ an toàn nó càng cao. Đây, các còn nó có thể xây dựng các parachain này. Parachain thì chính là những cái một cái blockchain này mình cắm vào Polkadot thì nó gọi là parachain. Còn ở trên hiện tại trên Octopus ấy thì một cái blockchain cắm vào hiện tại ở trên đấy đang gọi là app chain. Chain đây đúng là trường hợp của Polkadot nhé. Đấy là cái cách gọi thôi, cách người ta quy định thôi. Còn ở trên Octopus thì nó sẽ gọi là app chain. Octopus. Thì các parachain này nó sẽ build cũng yêu cầu bắt buộc phải yêu build bằng cái substrate này, xong rồi nó có thể có một cái palette đấy để cái connect với cả cái relay chain. Cái parachain của Polkadot thì mình cũng chưa làm, để mình làm mới phát triển cái app chain trên Octopus thôi. Thì nó có cái nốt là Barnacle Octopus này. Thì trong này họ đã có cái nốt này và nó nó sử dụng một số palette Octopus để chạy trên đây. Đây, nó sử dụng cái có bốn cái palette này. Trong này có bốn cái palette này để sử dụng xây dựng app trên thì mình cần thêm bốn cái palette này vào trong cái nốt của mình. Trên parachain thì mình nghĩ chắc nó cũng tương tự thôi, nó chỉ là khác cái palette này thôi. Ok, tìm hiểu đất phường.
Frame. Cái frame là từ viết tắt của framework of runtime aggregation of more rules. Từ này mình có đọc frame thôi chứ mình ít khi đọc từ này lắm. Thì nó cái này nó là cái cốt lõi của cái substrate này. Thì nó bao gồm những các cái module ấy và cái thư viện để chạy chạy trên đấy. Ở trong substrate thì các module này thì nó được gọi là các cái palette. Thì các palette này thì mình có thể tùy chỉnh những cái business logic của mình, và mình có thể sử dụng một số cái palette có sẵn hoặc là thêm một số palette theo như của mình muốn. Thì trong này nó có một số loại palette cơ bản như là cái system palette. System palette thì nó được tích hợp sẵn ở trong cái substrate runtime này luôn. Kiểu như là giống các bạn một ngôn ngữ nào đấy thì nó sẽ có một số cái thư viện core, thư viện về string này, rồi thư viện về để đọc ghi file. Thì trong cái này thì nó cũng có một số cái system. Function palette. Function palette thì nó cung cấp cho bạn một số những cái component. Function palette này để mình đọc lại một chút. Mình cần phần parachain palette này thì đại khái nó cũng giống như là cái một số cái palette của cái Barnacle này. Thì cái palette trên palette này thì nó sẽ cung cấp số palette này để có thể connect tới relay trên thôi. Mà bạn muốn build một parachain để cắm vào cái relay trên ấy, thì yêu cầu bắt buộc là phải có thêm hoặc là implement một số cái palette parachain này. Thì ví dụ như là mình muốn implement một cái blockchain nhưng mà cắm vào trên Octopus ấy, thì mình bắt buộc là phải đưa bốn cái palette này vào trong cái nốt của mình ấy. Đây đây là ví dụ của một số các cái palette này. Đây là họ đã xây dựng sẵn cho mình. Và các cái palette này thì khi mình dùng các palette này, một tập hợp các palette này thì nó sẽ tạo một cái runtime. Runtime. Ở trong substrate này thì quên mất là nói một cái là mình có thể xây dựng một kiểu blockchain từ kiểu từ high level đến low level. High level nghĩa là từ phía trên nghe, các bạn có thể xây dựng một cái DApp này. DApp có thể kết kết nối đến một cái blockchain này, xây dựng một substrate này để qua, ví dụ như qua Polkadot JS thì nó sau khi build được một blockchain ấy, nó sẽ có các cái RPC. Mình có thể xây dựng cái DApp trên đấy, rồi mình có thể xây dựng các smart contract. Thì ở dưới sâu nữa thì mình có thể để sửa được các những cái về consensus của nó nữa, và mình tự để tự build được những cái kiểu như là từng network hoặc là những cái node để chạy nó nữa. Ok. Nói thế có nhanh không? Mọi người có nắm không nhỉ? Alo.
Mình cứ đi tiếp nhá. Thì tí mọi người hỏi gì thì hỏi sau nhá. Cái này là frame macro, nghĩa là trong Rust thì nó có khái niệm là cái macro này. Các macro này cũng được sử dụng ở trong các cái palette. Ở đây mình sẽ với các macro sử dụng trong một palette. Dụng macro là palette palette này thì nó sẽ khai báo struct mà được sử dụng ở trong construct runtime macro này thì nó ở đây mình giới thiệu qua về một cái trước. Không nói với cái này thì dụ đây là một cái nốt template của substrate nhá. Thì nó sẽ bao gồm là cú pháp như này. Đây là có cái file đầu cargo.tom này. Thì đây nó khai báo cái workspace sử dụng không. Thì ở đây nó sử dụng là có cái module node này. Rồi có module palette này. Module runtime này. Trong cái module node này thì nó sẽ chứa những cái config, chứa các config của cái chain của mình muốn build. Có chain spec thì nó sẽ khởi tạo những cái tham số ban đầu của cái blockchain của mình. Ở cái CLI này thì là cái lệnh thôi. Nó đưa vào những cái kiểu như là các cái tham số khi mình run cái node. RPC này thì là cái để kết nối từ phía RPC này và cái service này thì mình có thể kết nối từ phía bên ngoài vào bằng cách sử dụng cái Polkadot CS. Còn trong cái palette này, thì nó sẽ bao gồm các cái palette tùy chỉnh của mình thêm vào. Runtime thì mình sẽ implement những cái palette mà mình thêm vào. Ví dụ mình thêm vào trong cái cargo.tom này, các cái palette này thì mình sẽ cần implement những cái palette đấy ở trong runtime. Thì cái phần macro này của một palette này thì mình đang nói đến là mình nói đến về các cái macro mà sử dụng trong một palette đây, ở trong file source code của một palette này thì nó sẽ có những cái macro đấy để mình config và mình implement cái palette này. Thì đầu tiên là nó cái macro là palette. Palette này thì nó đây là chỉ đấy, định nghĩa thôi, định nghĩa cái palette này thôi. Và cái trong này thì sẽ có một số các cái palette khi mà một số cái macro mà mình khai báo trong palette ấy, thì nó yêu cầu là bắt buộc. Và một số cái thì mình có thể không dùng được. Thì đây là một cái macro mình khai báo đây là bắt buộc. Nó đây nó có một cái struct này là palette thôi và nó có kiểu generic là t thôi. Thứ hai là cái config. Config này thì cái config này thì nó sẽ define là một cái tray. Tray config này thì nó được config này thì nó sẽ sử dụng từ cái trong này trong Rust thì nó có cái này gọi là cái nữa là gì mình quên mất, như nhưng nó cũng tương tự như kiểu mình
gọi là mình kế thừa từ cái frame system config này, thì cái tất cả các palette nó có một cái là như là associated này, mình không nhớ rõ lắm. So này, associated thì không phải cái này đâu, nó tương tự như là kiểu như là trong các ngôn ngữ bình thường ấy, thì mình như là cái đoạn này nó kế thừa lại để mình có thể sử dụng những cái thuộc tính của cái frame system config này. Thì ở đây thì mình ví dụ như trong cái này thì mình config ở cái này nó chỉ có một type là event thôi. Event thì nó đây nó kế thừa từ cái event của cái frame system config này, để khi mà ví dụ mình thực hiện một cái transaction nào thì nó có thể bắn cái event này, và cái mình có thể bắt được ở trên ví dụ mình kết nối cái gì đến Pogo.js chẳng hạn. Nó có tiếp theo là cái palette storage. Palette storage này thì nó khai báo để nó để khai báo là đúng như tên nó thôi, khai báo những cái để mình lưu trữ ở trên blockchain của mình thôi. Thì mình cần có cái macro này, đây macro là palette storage, storage này. Ở dưới thì nó có một cái macro là palette cluster, nên là kiểu như đây là nó mình khai báo một cái biến để lưu trữ trên blockchain mình là something hả. Thì ở đây thì mình có thể là cái này là cluster, nghĩa là một cái đoạn này là gọi như là alias của nó, có thể lấy cái tên này nó ngắn hơn. Thì người lát nữa vào code thì mọi người sẽ hiểu cái này, mình code thử thì sẽ dễ hiểu đoạn hơn. Kiểu như là khi mà ví dụ mình muốn gọi cái này thì mình thường là phải nó là kiểu generic thay, nên mình cần phải thêm t khi gọi, và khi mà đổi ra kiểu alias này mình có thể gọi trực tiếp cái này luôn thì trông nó ngắn gọn hơn không. Cái macro là palette arrow này. Palette arrow này thì nó định nghĩa là mọi người có thể tự tự định nghĩa những cái lỗi lỗi mà khi mà trong quá trình runtime thôi, rồi định nghĩa lỗi để khi mà nó bắn trả về các thông tin thì mình có thể xác định đấy là lỗi gì. Cái event, event này thì đây là mọi người cũng định nghĩa một cái event để nó trả về khi mà mọi người gọi xong một cái transaction ở đấy. Đây thì nó có là cái đây thì nó cũng cũng khai báo cái generate deposit này, và nó có một cái function là deposit event để mình dùng mình gọi ra các cái event này thôi. Trong event này thì có tên event này, và trong đây là các cái tham số nó sẽ trả về, giống như ở trên cũng gần như tương tự ở trên phía của Solidity. Còn ở đây là có palette macro palette cone này. Palette cone này thì nó sẽ chứa các cái entity của mình. Thì bình thường thì trong code thì mình thì hay gọi những cái mà là cái function đúng không? Thì ở trong đây thì nó những cái function này thì nó sẽ gọi là cái entity. Extrinsic chứ. Extrinsic. Thì một palette thì sẽ có thể bao gồm nhiều cái extrinsic này. Đấy, mỗi extrinsic thì như một cái function của mình thôi. Function mà mình
Như ở trên Ni thì nó function call. Function call là khi mình muốn thay đổi data của blockchain, thay đổi data của smart contract đấy, thì cái agency này khi gọi thì đều cần đa số là đều mất phí. Hoặc là nó cũng có kiểu agency là khi mình có thể không 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 dùng phí, không phí cũng được, là mình có thể bỏ qua. Đây ở đây nó có là trong mỗi agency đấy, đây function call này, đây trong ví dụ đây một agency này, cái này là cái macro index không, cái này thì mới ở những cái version mới này của cái node template này nó mới có, trước đây thì mình không thấy có cái này. Cái này là kiểu index, kiểu như là khi mà mình cũng chưa test thử cái đoạn này, ví dụ như khi ở trên dụ như là chạy trên ở đây nó có cái x này, thì ví dụ một cái anh chọn một cái palette nào đấy nhé, thì mình không rõ là có phải là nó là cái index như là cái thứ tự của các cái agency này ở đây không, thì mình đang nghĩ là cái đấy mình cũng chưa chưa thể thử, lát thì mình có thể thử test xem. Tại bình thường ấy, thì khi các agency ấy, thì nó sẽ tự kiểu tự sắp xếp theo kiểu alpha b luôn đây, còn đâu là nếu mà chắc là các cái version mới thì mình có thể đưa các cái index này vào để tùy theo mình có thể tùy biến hơn. Thì sao nó có macro về cái weight này, cái weight này thì là kiểu như là nó để tính toán cái thời gian mà côn ra cái để côn cái exchange này. Vậy Ở cái đây là 10.000 đấy là 10 giây đúng không? Hay là như thế nào? cái này thì nó có một cái tính toán ở trên cái trang chủ của nó tính theo, nó dựa vào cái chỉ số này, nó dựa vào một cái máy tính, ví dụ như có cái tốc độ như này này, có cấu hình như này, thì nó sẽ tính toán ra xem là cái hàm này sẽ được gọi mất bao nhiêu, kiểu như là cái một cái cấu hình Bayesian đơn giản ấy, ví dụ như là tính em là core i7 này, xong rồi RAM bao nhiêu này, thì sẽ tính ra là cái weight này đấy, thì cái weight nó sẽ đưa vào để nó tính toán là cái thời gian mà để chạy hết cái này, vì là trong cái substrate này sẽ có một cái là cái weight này nó có là cái max max của nó, nếu mà cái max weight này hoặc là cái max length ấy, nếu mà vượt quá cái config của nó thì nó sẽ không gọi là cái transition này sẽ không không thực hiện được. Lúc trước thì anh làm thì có gặp một trường hợp là khi mình upgrade runtime thì cái file version của mình nó nặng quá, nó hơn 5 MB, lớn hơn 5 MB, thì là nó vượt quá cái max length của khi mình config trên node ấy, thì nó cứ bị treo, nó không thể thực hiện được cái transaction đấy, tại vì khi thực hiện thì nó sẽ mất quá nhiều thời gian ấy, mà trong cái node của mình nó đang config là thời gian của một cái block được thường là khi finalize khoảng 6 giây, nghĩa là nó khi mà nó tính toán cái file đấy nặng quá rồi nó vượt quá khoảng thời gian đấy nên là lỗi, mặc dù là mình đã thay đổi cái length của nó, đưa lên là cái max length của nó là có thể là đến 10, nghĩa là 10 mê ấy. 10 mê nghĩa là
đưa lên nhưng mà vẫn không không thể thực hiện được. Mình cũng có hỏi cái bạn JC của Octopus ấy, thì cái đấy thì bạn cũng bảo là chỉ để là dưới dưới 5 mê thôi, trên 5 mê là không được. Mình cũng hoặc là mình config lại rồi nhưng sao không được, thì lúc đấy thì cũng chưa chưa nhận được cái câu trả lời kiểu như là. Nếu bạn chỉ khuyên là thể làm thế thôi, còn đâu là vì sao thì cũng không rõ. Đây cũng là trên này nó có những cái mắc. Lên nó có cái mắc này, lúc quét này mới cả len nữa, thì mình cũng có thể hoàn toàn khai báo đây. Đây block len, đây đây là khai Nhưng báo mà đây. lúc nãy em muốn hỏi là kiểu cái con số web đấy có biểu thị cái gì, kiểu cái dung lượng của Có cái hàm hay là cái thời gian chạy hay là cái gì? nó là thời gian chạy Ừ. đấy, thời gian chạy thì ví dụ đây là em có thể config cho cái wait này hoặc là cái mark cái đấy hoặc block length. Wait đấy là kiểu thời gian chạy, nó sẽ dựa vào một cái máy tính ở trên trước ấy. Trước anh đọc thì trên này nó có, trước anh đọc trên Godot bây giờ nó thay đổi lại cái trên cái substrate này. Nhưng mà bây giờ thì nó kiểu thay đổi cái cú pháp trong web này. Có cái link đấy anh ơi. Ừ, đây. Quét ở dưới ấy anh. Đây đúng không? Đây. Wait này để sử dụng để quản lý thời gian mà validate một cái block này. Cách tính này. Bay fee này. Wait fee. Có một chỗ nào chứ nó nói là sử dụng trên cái máy tính đấy, nó tính ra không? Đâu nhỉ? Ngày trước anh đọc thì như nó nói rõ ra là nó ví dụ nó tính cái weight này trên cái máy tính nào thì ra khá là khi cái weight này lại khá là khi mà để tính, em sẽ tính ra cái thời gian chạy của một cái entity của em ấy, để sao nó đảm bảo nó có thể gọi là có thể tạo ra được cái block đấy trong khoảng thời gian. Trong cái substrate nó có hai cái, là một cái là khi mà nó đầu tiên là nó sẽ generate ra block trước, sau đấy thì nó sẽ finalize cái thời gian finalize của một block ấy. Hiện tại anh thấy là nó đang config khoảng hầu như các cái chain này đều khoảng 6 giây, thì cái khoảng thời gian tạo ra block ấy, thì nó khoảng làm 2 giây hay 4 giây nhỉ. Một cái là 2 giây 4 giây ấy, còn cái còn lại thì trong 6 giây thì nó sẽ vừa khoảng thời gian vừa tạo ra block và vừa để sau đấy thì các cái validator sẽ validate cái đấy. Thì cái wait này nó khi mà cái wait này là em sẽ phải chạy viết cái benchmarking ấy. Viết benchmark để tính ra cái wait này để đảm bảo
để đảm bảo là cái entity này có thể thực hiện được. Khi mà ví dụ mình viết test hoặc là mình gọi là mình chỉ viết nốt để chạy test thôi trên môi trường dev hoặc là test ấy, thì cái weight này thì nó cho chưa cần lưu ý lắm, nhưng mà đến khi mà ví dụ mình đưa lên production ấy, thì mình bắt buộc là phải chạy cái benchmark ấy để tính cái weight này. Theo là cái macro constant này. Macro constant này thì nó để cung cấp những cái mình config những cái kiểu constant và type này ở trong cái config tree này không? Chơi không? Cái palette hook này. Cái palette hook này thì mình có thể implement những cái kiểu logic của mình ấy khi mà thực hiện. Ví dụ như cái palette hook sẽ được gọi là khi mà block này sẽ được đây block sẽ được khi đang được initial line này hoặc là final line. Cái bài hết thuốc năm nay kiểu như là nó sẽ tới một cái rock nào đó thì nó sẽ thực hiện cái logic đó. Tới một cái, nói chung là logic có điều Rồi, có thời gian á. Nói chung là cứ giống kiểu như là khi mà nó có một block được gen generate ra thì nó sẽ gọi đến cái các cái hàm ở trong cái palette hook này thôi. Mình sử dụng cái logic này trong palette hook thì nó sẽ gọi thôi. Tương tự như là giống như là mình nó kiểu như là bắt được cái event, bắt được event khi mà cái block gen ra thì nó sẽ gọi vào đây đến trong này. Ở dưới này thì là cái cách mà mình cách mình build một cái nốt thôi. Thì ở đây thì mình có build một cái ví dụ một cái nốt này rồi. Thì build nốt thì ở đây ở trong trên trên GitHub của Substrate này thì nó sẽ cung cấp một cái nốt template. Hiện tại thì nó đến version 9.0.9.36 rồi. Cái này khi build chắc mọi người cũng lưu ý. Hay 9.36 này, bấm trước mình thử. 9.35. Cái version của cái node template này thì khi mọi người chạy mà cũng lưu ý một chút, tại vì khi thay đổi version ấy thì những cái kiểu như là trong trong những cái palette này họ khai báo này, mỗi cái version này thì mỗi cái palette này trong một palette thì nó lại có thêm những cái dependency của những palette này. Nếu mà version khác nhau ấy, thường là build rất hay xảy ra lỗi. Nên là có, như mình ví dụ khi mà build gặp lỗi cái gì thì mình có thể là nên là chạy lệnh cargo clean này rồi xóa cái file cargo log này đi rồi xem lại những cái chỗ version nào mà nó đang khác nhau ấy, thì mình cần sửa lại, không là mình sẽ báo lỗi. Mình rất hay gặp lỗi. Ví dụ như là ở đây mình có dùng một cái palette
Valorant này chẳng hạn, mà trong trong nốt runtime mình có dùng nhé, và trong một palette nào trong này mình cũng có dùng, nhưng mà mình lại khai báo hai cái version khác nhau. Ví dụ đây là mình khai báo 35 này, còn ở trong palette một palette nào trong đây mình dùng, mình cũng sử dụng cái palette 35 này mà mình khai báo là 90.9.30 chẳng hạn, thì khi build là rất dễ dễ xảy ra lỗi. Lúc mình thực hiện cái update cái version này, version Polkadot, rất hay gặp cái lỗi đấy. Đây khi mà mọi người cái này build thì nó cũng khá lâu, nên là hôm trước mình đã thử build một cái này rồi. Có cái này mình có để lên GitHub chung của nhóm ấy, thì mọi người cũng có thể vào đấy xem, hoặc lên trực tiếp cái GitHub của Substrate này xem. Tú à. Đây mình có một cái nhánh đây dưỡng HB substrate này, thì mình có test thử cái này. Vẫn chưa vào trong cái folder của cái nốt này. Hôm trước mình có thực hiện là build thử cái nốt template này. Khi nốt template thì nó có sẵn một palette template này, nó đã implement cho mình rồi. Mình thử implement thêm một cái palette là nick palette này. Rồi mình thử thử làm cái dùng cái coupling palette ấy. Coupling palette là cái là nó chỉ là cái mà mình có thể sử dụng những cái palette, ví dụ một palette A ở ở trên palette B thôi. Giống như là ví dụ các ngôn ngữ bình thường của mình ấy, thì mình có thể sử dụng cái class A thì gọi đến class B, hoặc là hai gọi ở một nơi đâu đấy trong chương trình. Thì cái này thì nó sử dụng thì nó có khái niệm là palette coupling này, thì nó có thể gọi gọi được những cái palette ở những cái palette khác. Thì trong này nó có hai kiểu, nghĩa là kiểu tightly coupling này và kiểu loosely coupling này. Kiểu tightly coupling này thì là đơn giản là các bạn chỉ gọi đây chỉ là cái kế thừa lại thôi, kế thừa lại cái palette và dùng một chỗ khác thôi. Nghĩa là mình gỡ thêm một cái palette mình khai báo đây, ví dụ như là ở đây trong này mình cũng có sử dụng cái đây, ví dụ đây là kiểu Tyree này, thì mình kiểu thêm đây là kiểu nó gọi là đây nó kiểu cũng giống như là cái khi mình khai báo cái config của cái palette nick này, thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ kế thừa từ cái palette config này, rồi mình kế thừa từ cái frame system config và cái palette template, thì ở dưới thì mình có thể gọi được đây, ở dưới thì mình có thể gọi được một cái hàm ở bên phía của cái palette template này.
về cái kiểu thai ly này thì có một cái là ưu điểm của nó là mình nó là rất là đơn giản đấy, nó không không phức tạp nên mình, tại vì mình chỉ cần khai báo ở trên này rồi mình sẽ sử dụng lại thôi. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm của nó là nó lại không không linh hoạt lắm và nó khó thể thể sử dụng lại hoặc là mở rộng nó ra, tại vì khi mà các bạn thay đổi ví dụ như là palette palette nick này thì mình dùng cái hàm đây, dùng cái update storage này ở bên phía của palette template này, thì khi mà cái tất nhiên là khi cái này thay đổi đúng không thì bên kia nó cũng thay đổi. Mình thay đổi cái logic của bên cái này thì bên kia nó cũng thay đổi theo này. Còn cái loosely coupling này thì là mình sẽ define một cái tray cho ví dụ cho cái palette A này, sau đấy thì mình sẽ cái này để tí nữa mình code thì có thể nói rõ hơn này, tại vì nếu mà các bạn chưa code mà chưa brush thì nói cái đoạn này nó cũng hơi khó hiểu. Để mình demo luôn nhé. Thì bây giờ đây là mình build là ví dụ nhé. Ví dụ khi mọi người muốn thêm một palette tùy chỉnh, thường là mình sẽ copy luôn. Sau này thì có một cái bài về cái collectible workshop này thì mọi người sẽ có thể là cách là xây dựng một cái palette từ đầu luôn, nghĩa là mình sẽ không sử dụng cái lệnh, mình sẽ không copy một cái palette có sẵn này mà kiểu như mình sẽ sử dụng một cái lệnh cargo này. Cargo và mình new ra một cái module module lib mới này, sau đấy thì mình sẽ code từ đầu một cái palette luôn. Ở đây thì thường là mình copy luôn cho nó dễ. Đây thì trong này thì cú pháp thì giống như một cái chương trình Rust mà mọi người hay viết đúng không? Thì sử dụng một cái lệnh, đây là nó có sẵn cái file benchmarking này, cái này với cả file test này hoặc là mock test này thì mình hiện tại mình cũng chưa dùng. Thì cái nó sẽ có những cái quan trọng những file cargo.tom này. Cargo.tom thì là khai báo thông tin của thông tin của cái chương trình của mình. Ở đây là nó có tên mà. Mình sẽ đổi tên cái này. Ở dưới là các cái dependency, các cái palette mà
được dùng trong cái này thường là cái frame system này và cái frame support này. Hai cái này thường là palette nào cũng có dùng. Ở đâu là cái dưới này mình có cái feature này. Feature thì nó sẽ có default của SCD. Một người muốn sử dụng cái khai báo ở đây, nhưng mà trong để khi mà build ấy, nó có build vào trong chương trình thì mọi người cần khai báo cái STD ở đây nữa. Ví dụ đây đang có sử dụng 5 cái palette này. Đây sẵn ở đây không không hay tất cả không phải là palette hết, mà đây là nó có số cái, đây là cái package thôi. Ok, đầu tiên này. Mình sẽ thay đổi. Đây, ví dụ trong cái này có macro palette này. Khai báo thì kiểu struct thì đây nó là một cái palette này. Đây là mình khai báo cái config. Config thì mình hiện tại là mình chỉ cần là nó sử dụng cái config này, nó có event này thôi. Đây là storage. Storage này thì đang sử dụng cái kiểu storage value. Storage value thì nó chỉ lưu value lại thôi. Có một số kiểu hay dùng nữa là có storage map này. Và storage double map. Thì kiểu storage map này nó giống như là kiểu kiểu hmap mình hay dùng, nó gọi là storage map. Hmap và kiểu kiểu key value. Storage double map này thì là nó cũng kiểu hmap, nhưng nó khác là nó có double key thôi. Nó có hai key. Mình có thể khai báo thêm một kiểu storage ở đây nữa. Lưu kiểu name nhá, mình sẽ xây dựng một palette là để lưu lưu cái tên này, lưu cái tên mà của tên của cái mapping và mấy cái địa chỉ ví ấy. Mình sẽ sử dụng cái storage map. Nên là tạo ra một cái entity là nó có thể là set name này, set name của cái địa chỉ ví đấy này, rồi có thể update name này. Thì cái nó sẽ lưu dạng kiểu storage map. Cái key key của mình dùng là key là nó là cái chính là cái địa chỉ ví của mình. Storage map thì ở trong này cái đầu tiên này nó này nó Plus Analyzer lại không tự gửi. Storage map ở đây. Đây, storage map được khai báo này. Cái đầu tiên là prefix này. Prefix thì mình cũng không cần prefix. Cái hasher này là cái kiểu kiểu của nó sẽ hash cái key của mình ạ. Kiểu hash key. Bây giờ mình xem không biết nó có hash cái cả value không. Mình biết là hiện tại là
mình đang biết ấy, thì nó sẽ hát là sẽ đây. À đây. Con này hash này nó sẽ hash cái key lại. Rồi tiếp theo là key này, value. Kiểu query này, option thôi. Ok. Hash mình sử dụng kiểu bờ blade to 256 này. Key thì sẽ là cái account ID. Account ID là chính là địa chỉ ví. Value thì là sao nào? Nó là một cái vector này. Cho cái đoạn này là nêm mắc len là hỏi năm như đây mình cần có một kiểu thai là mắc len để tại sao ở đây mình phải dùng cái bao web này hay? bao phép này để nó kiểu như nó xác định này, có cái mask len này xác định là cái em cần lưu là bao nhiêu ấy, em cần lưu bao nhiêu dữ liệu ấy. Nếu em sử dụng kiểu vector thì sau đấy thì vector của em thì nó không biết là em cần lưu bao nhiêu storage ấy. Thì lúc nó chạy thì nó không không tính được, nghĩa là trong Rust này thì trong lớp này khi mà chạy runtime ấy thường là nó sẽ phải xác định rõ là kiểu em sẽ cần lưu bao nhiêu đúng không? Em sẽ cần lưu bao nhiêu data thì nên sử dụng kiểu này. Còn nếu sử dụng kiểu vector thì em lại phải có thêm em phải lại phải implement một cái để xác định là kiểu em phải khởi tạo trước vector đấy. Và kiểu này thì nó xác định luôn. Đây, mình sử dụng cái constant. Mình sử dụng cái palette constant này. Như lúc trước. Hỏi tí về cái kiểu storage double map ấy. Thì theo hiểu là kiểu cái storage map này nếu mà mình muốn lưu hai key thì mình chỉ cần dùng theo kiểu là tuple cái kia cái key là được còn này á. Thì tại sao mình phải thêm một cái hai key đấy? Tức là kiểu hai key đấy trỏ bằng key nào cũng được hay là như thế nào? Đúng rồi, hai key đấy chọn key nào được. Còn đâu là cái kiểu mà em dùng tuple này thì nó chỉ là một key thôi, khi em sẽ cần vẫn cần đưa vào cả cái tuple đấy đúng không? Ok, rồi, vâng. Nó có kiểu là storage n map nữa thì cũng tương tự như là double map thôi, nó chỉ khác là nó có
Đây thì mình sẽ khai báo một cái nữa là cái event là set name, khi mà muốn set name nó set name thì nó sẽ trả về để chưa người ký này rồi name đúng không? Ở đây là mình chỉ dùng cái u u8 thôi. Đây là một cái event này. Event thì trong này nó có tên event này rồi các cái parameter mình muốn trả về thôi, thì ở phía ví dụ khi mình sử dụng Postgres này và làm tương tác thì nó sẽ trả về các thông tin này thôi. Đây các error này mình dụ, tùy theo logic mình muốn khai báo các error chuyện gì xong mình trả về thôi. Palette code này thì mình sẽ implement những cái implement các cái chân ethics cho palette. Thì ví dụ đây mình sẽ edit một cái. Index tạm thời mình không chưa cần để ý đến cái weight này nhá. Cái weight này thì đến bài benchmarking thì mình sẽ bàn luận rõ hơn. Cái ensure size này thì cái này là nó để kiểm tra xem là mình có sai ở khi mình thực hiện cái khi mình thực hiện transaction mình có sai hay không. Ở đây thì mình sẽ update đúng không? Loading này để mình lấy code bên này cho mình. Ở đây thì nó sẽ trước mình có viết một cái này rồi. Đây thì nó có cái này để nó sẽ chuyển từ cái kiểu vector này thành kiểu bound vector này. Kiểm tra xem là cái vector mình chuyển lên ấy thì nó có vượt quá cái len của len mà mình khai báo lúc mình config không. Nếu mình vượt quá thì nó lỗi. Đây mình sẽ thêm một cái error là too long này. Đây nó sẽ theo kiểu cái event này thì mọi người có thể viết theo hai kiểu nhé. Một kiểu là đây mình như mình viết bình thường đúng không? Như kiểu là function ấy thì nó sẽ dụng giống hoặc đơn này thì nó trả về theo kiểu này. Kiểu thứ hai
Đây kiểu thứ hai là nó theo kiểu struct. Thì mình đưa vào thì struct thì mình sẽ có những kiểu như kiểu trong cái này là cái field của nó thì nó sẽ trả về phía front trả về thì nó kiểu nó sẽ rõ nghĩa hơn hoặc là khi mình đọc thì mình dễ hiểu hơn. Đấy. Ví dụ như khi mà event cái này đúng không? Mọi người đọc mọi người chỉ biết đây là kiểu giá trị nó thôi. Kiểu ví dụ kiểu đây là kiểu account ID này. Đây là kiểu vector này. Đấy. Nhưng mà nếu mà mình khai báo theo kiểu này thì mọi người sẽ đưa được những cái view của nó vào thì khi đọc code thì cũng dễ hiểu hơn. Thế thì tùy mọi người có thể viết nhưng mà viết kiểu này thì có vẻ ổn hơn. Sau khi mình thực hiện xong cái mình code xong cả một cái palette này rồi mình khai báo những cái thông tin ở đây rồi thực hiện ví dụ như là ở trên config này trong config này rồi khai báo storage này khai báo các cái event error này rồi hai cái này là có sẵn nên mình có thể bỏ qua đây. Thì mình cần implement cái này vào trong cái runtime mình đưa vào dependency đây dụ khi mình đưa dependency là một cái palette hoặc là một cái bucket nào thì mình có thể khai báo đây là nó có trên cái này như cái packet này lấy ở đây cũng như là lấy ở trên thế là có rồi lấy cái create io nhé nó có kiểu lấy create io này create io này thì nó sẽ theo kiểu như này này packet này còn đây là nó lấy theo palette là nó lấy theo ở trên git github thì mình có thể lấy theo cái kiểu version này rồi cái git này rồi cái nhánh của cái git đấy thì ngoài ra thì nó có kiểu đó là mình có thể là lấy từ cái local máy local của mình thì máy local của mình thì đầu tiên mình khai báo đây là cái tên tên và valet mình muốn đặt đúng không thì mình đặt tên nó highly coupling và nó sẽ load từ trong cái folder local mình ở đây là palette xong highly ok mình khai báo ở đây rồi mình có phải thêm vào std nữa palette highly nên thêm vào std để nó có thể build được cùng ở đây là cái runtime benchmarking nếu mà mọi người thực hiện benchmarking thì mọi người cần khai báo ở đây hiện tại mình chưa benchmarking thì mình không không khai báo ở đây sau đấy thì mình implement cái palette này đây mình implement cái chính là cái config đấy for runtime thì nó mới có thể chạy cái palette này ở trên runtime được. Copy một cái. Cái tên của palette này nhá thì nó sẽ lấy ở bên bên file cargo.tom nhưng mà nó sẽ tự động hiểu là khi mình mọi người dùng cái dấu dấu gạch ngang ở bên kia nhưng mà dưới này thì nó lại phải là cái dấu gạch dưới ở trong cái này là tự tự nó hiểu
Thì đây mọi người cần implement những cái type ở bên kia mình có type là one time đúng không? Và một type là cái max. Mình sẽ bảo cái max length của sử dụng max len là 50 thôi. Để 50 ký tự. Sau khi implement xong thì cần khai báo trong runtime. Đây. Runtime. Một cargo build. Cao đi. Red to một. Đây cái này mình chỉ là name thôi. Name thì bị trùng nhỉ. Tên nó khác nữa. Nhưng bị trùng với một cái từ khóa trong đấy trong Let to that's ở đây nó không số liệu chỉ có tu 256 hoặc là blade 128. Sai kiểu này. Associated type không thấy kiểu account ID. Anh thử tên đó là hai chấm con tích ở cho lúc định nghĩa trên. Cái áo đứa nào có nhanh thì đây à, cho mấy. Nên có được tên con hai chấm không dưới dưới với cái đầu nha, bất tay á. Bất thai nên có được tê á hai chấm hai con tích áo đặt không chắc ông đây bên đó ở nghe cái có được đó cái đầu á cái tên có được đó đây dưới 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 dòng thứ 48 cái đầu tiên là 48 á à đây đúng rồi đúng rồi dưới cũng vậy chơi cái khó được ở trên cũng vậy cái khó được ở trên cái thông tin hết trơn something không cần something tại vì mình không dùng à. Mình không dùng cái
đúng không? Tại vì đây là phải cái config này để nó lấy cái config này, để nó lấy được cái mask len này đây, đúng không? Vì trên cái something này mình không không dùng nên là nó là hiện kiểu t, nhưng mà mình không không cần xác định là nó là kiểu gì, nhưng mà đây là mình sử dụng cái mask len ở config. Thì mình build lại. Và left. An argument. À, so an argument. Thiếu vector này. Như là cái kiểu kia khai báo còn thiếu nữa. Và led nè. Function name này không được. Also. Conflict. Cái này cái subtree này khi mà mình code mình build ấy,
thì cũng mất khá lâu. Mà thường khi build thì đây cái CPU mọi người thường load lên là max 100% luôn ấy. Mình chưa hiểu cái cơ chế build này của Rust lắm, chắc là vì kiểu như là nó có cái compiler mạnh quá nên là khi build nó nặng, nó dùng gần như là hết cả cái CPU của mình. RAM thì không sử dụng nhiều mấy đâu, nhưng mà CPU sử dụng rất nhiều. Đây ok, đây xong build xong thì mọi người đây, khi mà custom palette thì lưu ý mấy cái phần như là phần về phần config. Cái config mọi người muốn muốn dùng trong này, rồi cái storage kiểu mình muốn dùng, các event này thì thật ra là nó chỉ là để kiểu như bán lại các thông tin thôi cho phía kiểu như phía người dùng hoặc là phía client muốn lấy thôi, thì nó cũng không quan trọng lắm. Thì tùy theo mình định nghĩa, load này cũng tương tự như event. Và cái call này thì chính là các cái logic chính của mình trong này. Ngoài ra thì mọi người có thể viết những cái function helper, thì nó chính là implement cái palette này thôi. Thì trong này mình có thể gọi được, gọi trong này. Ví dụ như một cái là mình, đây là set name đúng không? Mình implement một cái là update name, thì cũng kiểu new name đúng không? Có đây đây chính là set name luôn được, thì thay vì bạn này mình gọi hai hàng này thì mình có thể sell đấy, thì cái này là về code thôi. Mọi người muốn kiểu optimize code thì mọi người tạo ra cái các cái function helper này thì để nó hỗ trợ. Mình thử chạy cái này nhé. Đây là mình vẫn là dùng cái mình sửa code, mình chưa build lại nên nó sẽ vẫn chạy là theo kiểu cái luồng code cũ nhá. Thì mình sẽ khi mà build thì nó sẽ có trong thư mục target này. Jerry thì nó sẽ có một file binary đây, node template thì mọi người chạy đây, và thêm cái parameter này. Thì cái này thì nó cái tham số mà thêm khi run ấy, thì nó sẽ được khai báo trong node này này, trong node thì mình nhớ là trong C, trong comment này. Đây khi mọi người chạy dev này, kiểu theo kiểu dev này, thì nó sẽ gọi đến cái trên spec, gọi đến cái hàm develop config này, nó sẽ sử dụng cái config này. Đây là nó sẽ tìm những cái file binary đấy, là nếu không có thì không không tìm thấy này. Rồi nó sẽ, đây là chính là nó generate ra những cái thông tin ban đầu của cái blockchain của mình, tên này, ID này. Rồi đây là các cái tin nữa, là dùng cái
Authority là POA này. Mà dùng Alice. Alice là để verify này. Có một cái là sudo account root key, xong này thì nó có một cái khái niệm là root key để thực hiện những cái nó có thể hàm check là root để thực hiện một số những cái encryption mà yêu cầu giới hạn một số người thực hiện được thôi. Đây, ngoài ra thì nó có, đây là refund, chuyển một số ít tiền lại cho một số cái account này để dùng. Đấy, thì sau này thì mọi người sẽ học cái config cái chain spec này. Tùy theo cái chain của mình cần những thông tin thì mình có thể config ở đây. Mình chạy dev này thì nó theo kiểu là kiểu như là local node, nó giống dạng như đấy mình bảo là kiểu là solo chain ấy. Thì nó chỉ cần bình thường các blockchain bình thường không, thì mình phải có ít nhất là hai nốt để validate thì nó mới có thể kiểu đồng thuận để có thể kiểu như là finalize một cái block. Nhưng mà đây là mình test ấy, thì trong này nó có một cái là chạy kiểu local node này thì nó sẽ finalize được luôn. Đây thì quá trình của trong cái subtree này nó có hai bước. Bước thứ nhất là nó kiểu generate ra cái block này, và sau đấy thì nó mới finalize. Mặc dù kể cả là không không cần có một cái không cần có một cái gọi là transaction nào đến thì nó vẫn thực hiện gen block và nó vẫn finalize. Mình có thể kết nối nó vào bằng cả Polkadot.js thì mình vào trong cái gói trang là Polkadot này. Polkadot.js.org. Nó có thêm app nữa này. Mình để đưa vào đây. Cái lúc chạy thì nó đã bắt đầu có cái validator thử chưa? Ở đây là chạy local node nên là nó chính nó làm cái validator luôn. Chính nó là validator. Nếu mà lúc sau thì sẽ có bài là về tạo một private network ấy. Thì mình sẽ học cách là các cái chạy nhiều node trên một máy, mình chạy nhiều node để tương tự các node nó kiểu connect với nhau, xong nó sẽ validate ấy. Chạy consensus đi. Consensus ở trong này thì nó đang dùng thường là cái finalize block nó dùng GLAMPA thì mình sau này mình sẽ cần key của cái trong cái nốt đây, cần một cái key của một cái ví mình để private key thì để nó finalize. Hôm trước anh cũng có thử chạy cái private network đây này, đến cái bài này này. Nhưng hôm trước chạy thử thì nó vẫn đang lỗi, để xem lại nó thử chạy lại. Lần trước bọn anh học thì cũng có chạy thử cái này rồi. Chạy được, chạy hẳn trên AWS rồi. Thì hôm ấy mỗi người một nốt chạy có thể connect với nhau, có thể finalize rồi. Thì mọi người vào trang này thì nó sẽ có đây, có là cái custom endpoint này, chính là cái RPC của mọi người. Thì khi mà build một cái node của mình, nếu mà mọi người đưa lên trên cloud chẳng hạn thì nó sẽ có RPC này, thì nó đưa ở đây và kết nối được. Ví dụ đây là đang cái testnet của cái app trên mà anh đang làm local node thì đây. Mình sẽ switch ra này. Đây khi chạy. Khi chạy lên thì nó sẽ có một số thông tin như đây. Khi bắt đầu chạy này.
trên space này, development này, node name này, rule là authority, db mình sẽ tạo một db ở trên máy này, trên đường dẫn này này. Đây rpc, đây chính là cái rpc mình sẽ dùng kiểu web socket này. Đây địa chỉ ở đây này. Thì mình đưa cái này lên trên kia thôi, trên cái endpoint kia thôi. Đây thì nó connect đây rồi. Đây đang ở 46 block rồi này. Đây nó cứ 6 giây thì nó sẽ lại finalize một block. Đây một số những A cao. Đây mình vừa rồi sẽ có ở trong code mình có sẽ một số A cao và nó sẽ cho một số A cao một số tiền sẵn. Ok, đây là mình sẽ engine sheet thì ở trong đây nó phần developer này, có phần engine sheet này thì mọi người có thể đây, ví dụ như ở đây có sudo, sudo thì gọi một số các cái lệnh đối với account sudo mình gọi được. Engine sheet này thì đây mình vừa viết cái tiny coupling palette đúng không, nó có mỗi một cái function là set name này thôi. Xem nào. Cách mà lấy data thì nó có cái là chain state này. Chain state thì mình cũng chọn cái bên này là palette này. Chain state palette này. Tile chain state. Ở đây là tham số truyền vào là phải có cái account ID, nó là key không? Name storage. Đây cái này là chưa có gì này. Ví dụ như để Alice này. Không chờ gì. Mọi người ví dụ như là nếu mà muốn sử dụng ví của mình ấy, thì có thể là download cái Polkadot extension này cũng được, nó sử dụng này. Hiện tại là chưa có gì này. Mình thử set một cái nhé. Xem lên một cái cho cái Alice này. Đây. Ở đây nó có cái event. Event trả về này. Event là set name này. Chính là cái mà đây chính là event này, trả về sẽ là ai là người sai cái này và tên. Đây hiện tại là mình đang để cái kiểu truyền vào là vector U8 này, như nó các ký tự đặc biệt nó không được đấy, đấy để này nó phát hiện là lỗi luôn. Đây, mọi người có thể trên spec, mọi người có thể ghét cái name này xem có đúng không. Đây. Sao thì mình có làm một cái về cái tightly coupling đúng không? Nghĩa là nó có thể gọi được từ cái dụng mình muốn gọi một cái từ cái palette template này chẳng hạn. Ở đây là lúc mình build ấy, mình đã có sẵn cái palette template này. Palette template thì là nó đây là template module này. Template module này. Thì đây nó có something. À, đây là cũng là get thôi.
chưa có gì. Template template này, do something truyền vào 132 này. Đúng đây, nó cũng bắn ra một cái event đây người nhau, cái này khác nhau nhé. Cái event này trả về thì nó sẽ có luôn cái tên của field của event này thì mọi người dễ hiểu hơn này. Đây, palette template này. Đây thì đấy, thì mọi người đặt tên event thì cũng nên đặt theo kiểu này thì sẽ dễ hơn. À, thật ra là không phải là do trong này đâu. Tại vì ngày trước mình không đặt như này, nhưng mà vẫn ra nó trả về là cái something cái who như là do cái này. Để cho mọi người test lại này xem nhé. Tại vì có lúc mình chỉ cần đặt ở phía trên này, tự cái Google nó hiểu. Mất máy luôn. Hôm trước mình có test cái palette sử dụng cái tiley coupling ấy. Thì mình có thêm vào đây. Cái này như nó gọi là, như mình nhớ nhầm cái gọi là associated. Mình thêm một cái tray vào đây thì nó gọi associated ở đây này. Thì mình có thêm cái palette template này vào đây. Thì muốn thêm vào thì mọi người cũng cũng cần khai báo cái palette template này vào trong cái file cargo.tom để nó có thể sử dụng được, và nhớ thêm cái phần std này vào nữa. Thì sau khi thêm vào thì mình có thể gọi được cái lệnh từ từ cái bên nick này, mình có thể gọi là có một cái hàm ở bên phía palette template kia. Thì đây implement cái này này, rồi gọi thêm một kiểu nữa là cái kiểu loosely coupling. Loosely coupling thì nó không thực hiện, nó sẽ khai báo một cái kiểu tie này, xong rồi sẽ đi kèm một kiểu cái kiểu tray tray ở bên phía cái palette mà mình muốn sử dụng ấy. Ví dụ ở đây này, ví dụ ở bên bên phía template mình có một kiểu tray là do sum này chẳng hạn, thì trong này mình sẽ khai báo những cái function này. Và ở bên phía này thì mình sẽ gọi, mình sẽ kiểu như là kiểu type này là nó kiểu là khai báo một cái kiểu type là in increase value này, dựa vào cái tray do sum này. Thì sau đấy ở dưới này thì mình có thể gọi gọi cái increase value này và các cái function trong trong cái tray này, ví dụ include này, hoặc là mình có thể đây là update này. Này thì không không cần, thì ở đây thì cũng cần implement đúng không?
Đấy. Thì ví dụ là mình có thể premium kiểu update value bên này thì mình có thể gọi được cái hàm update value. Thì cứ tất cả những cái function nào trong cái tray bên kia thì mình đều thể gọi được, đều thể gọi được. Và khi ở trong ở file runtime nữa, file runtime khi mà mình muốn sử dụng cái đấy thì mình cần trong cái kiểu này đúng không, có kiểu type là increase value này, thì mình sẽ phải gán cho nó bằng cái palette, chính là palette template. Mà trong cái palette template này nó đã implement cái tray do sum rồi nên mình có thể sử dụng được. Và hai cái kiểu này thì về cơ bản thì mình thấy là ví dụ trong palette template này đúng không, cái kiểu này nó có thể nó lỗi nhưng cần chạm. Function exit. Sẽ kiểu này nó đang không hiểu kiểu T. Cái này tạm thời rồi qua. Thì trong tiếp cái đoạn này thì trong cái palette palette template ấy, thì nó đã implement cái này rồi nên mình có thể dùng được. Về hai kiểu này thì mình thấy về cơ bản thì nó đều phải implement và đấy, ví dụ như là trong cái tile đúng không, tile thì mình cần implement cho cái palette này để có thể bên kia nó gọi được. Còn đâu là cái kiểu loose này thì mình lại phải sử dụng một cái tray nào đấy xong mình implement các cái function trong cái tray này để bên kia sử dụng. Để xem mình xem nó có thêm điểm khác biệt không. Ở đây cái này thì nó khai báo trực tiếp trong đây luôn, nó sẽ lấy các cái config template trực tiếp dùng luôn. Còn đâu là cái loose thì nó cần gán cái kiểu type này bằng kiểu đấy. Cái kiểu này chắc là về cái này thì mọi người làm thêm xong có trao đổi gì thêm thì mình trao đổi thêm. Ok mọi người có trao đổi không?
Alo. Alo, mọi người có trao đổi không nhỉ? Cái này chắc là phải thử email phát xong rồi mình mới có trao đổi được. Cái phần này chắc là cũng phần này cũng hơi khó, tại vì nếu mà chưa học trước thì như ngày trước anh mới học thì cũng không không hiểu đấy đâu. Căn bản về Rust nó đã khó hiểu rồi, xong rồi cái substrate này thì nó viết theo kiểu cú pháp cũng khá là khó hiểu, nó không không nắm được cái kiểu các cái kiểu ví dụ kiểu tray này rồi biết thêm. Cái phần sử dụng cái tray trong Rust này nó cũng nhiều cái khá phức tạp đấy, nhiều khi mình không nắm được và không biết là nó viết kiểu như nào. Mình sẽ gửi cái, mình sẽ để cái link git này ở trong cái bài nha, mọi người xem thì vào xem thêm. Mình cứ thử chạy cái này đi, có gì thì trao đổi trong nhóm nhé.